Linh đánh thuê Ukraine bị Nga bắt rằm tù binh Kho vũ khí của Ukraine nổ tung sau đòn không kích chính xác Ukraine thất vọng với Mỹ việc huấn luyện phi công M-16 Mỹ cảnh báo nguy cơ thảm bại nếu thất thế trong tác chiến điện tử Báo Mỹ đặt nghi vấn Tổng thống Biden xa su trí tuệ Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Những lính đánh thuê nước ngoài, những người còn lại trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine hiện chỉ còn khoảng hơn 3.000 vì nhiều người đang tìm cách trốn khỏi Ukraine. Từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng này có khoảng 12.000 người. Nhiều người đã chết trên chiến trường và chỉ có một số ít kịp đầu hàng để giữ mạng sống. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video thẩm vấn một trong số đó là Angel Karadenat Montia, lính đánh thuê đến từ Colombia. Trong cuộc phỏng vấn, tù binh này đã bày tỏ sự bất mãn với quân đoàn lính đánh thuê và khuyên đồng hương không nên đến Ukraine chiến đấu. Angel bị bắt ở khu vực làng Krasnogorovka thuộc tỉnh Donetsk. Tù binh người Colombia này đã đầu hàng một cách tự nguyện. Anh ta may mắn không bị đồng đội hành quyết. Ở Ukraine, có một lực lượng thường trực thực hiện việc xử bắn các tù binh từ chối chiến đấu, bất kể họ là quân nhân Ukraine hay lính nước ngoài. Khi gặp được các binh sĩ Nga, Angel đã giơ tay xin đầu hàng và được tha mạng. Trên người anh này cũng không còn vũ khí và quân phục. Ban đầu, những người lính Nga ép anh ta nằm xuống đất và trói tay. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Angel được cởi trói. Anh ta còn nhận được một chiếc áo khoác và cho uống nước. Tất cả những điều này đã được người lính Colombia kể lại trong cuộc thẩm vấn sau đó. Angel năm nay 33 tuổi, trước đây đã từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát ở quê nhà, nhưng vì một số lý do nên đã thôi việc. Anh ta còn 4 con ở quê nhà nên đã quyết định đến Ukraine làm lính đánh thuê khi tìm thấy những lời mời gọi trên TikTok hứa hẹn trả mức lương ổn định hơn so với tiêu chuẩn ở Colombia. Ange ban đầu nghĩ rằng anh ta chỉ cần làm nhiệm vụ bảo vệ một số tòa nhà hành chính nhưng cuối cùng lại bị đẩy ra tiền tuyến. Avia Pro dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin trong 24 giờ qua, lực lượng hàng không vũ trụ Nga và pháo binh Nga đã triển khai nhiều cuộc tấn công nhằm vào các kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự của quân đoàn quốc tế đang chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy các kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự của nhóm chiến lược tác chiến thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, Korotika và của quân đoàn quốc tế. Tại Odessa, một vụ nổ mạnh cũng đã được ghi nhận. Theo dữ liệu sơ bộ được Aviapro thông tin, Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa chiến thuật. Có khả năng hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander đã được sử dụng, mặc dù chưa có dữ liệu chính thức nào về việc này từ Bộ Quốc phòng Nga. Thông tin về vụ nổ đã được chính quyền địa phương và các cơ quan cứu hộ xác nhận. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và công việc đang được tiến hành để dọn sạch đống đổ nát. Được biết, cuộc tấn công có sức tàn phá khá lớn, nhưng phía Ukraine vẫn chưa tiết lộ thông tin liên quan. Tuy nhiên, cảnh báo không kích đã được ban bố ở hầu hết các khu vực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 6 thông báo, lực lượng phòng không trực chiến trong đêm đánh chặn và phá hủy 13 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên bán đảo Crimea, 6 UAV tại tỉnh Belgorod và một số tên lửa chống hạm Neptune tại tỉnh Rostov. Vasily Golubiev, tỉnh trưởng Rostov, cùng ngày cho biết, một đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Novosatinsk gần thành phố Rostov trên sông Đông sau vụ tập kích UAV lực lượng cứu hỏa cô lập ngọn lửa trong khu vực có diện tích khoảng 100 mét vuông rồi dập tắt. Ông Golubiev khẳng định, các nhân viên tại nhà máy Novosatinsk đã được sơ tán tới nơi an toàn, cơ sở phải dừng hoạt động do đợt tập kích kéo dài. Chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại tại nhà máy. Nhà máy Novosatinsk nằm cách tỉnh Lugansk khoảng 10 km về phía đông, là một trong những cơ sở lọc dầu quan trọng nhất ở miền nam nước Nga. Nhà máy thường xuyên bị Ukraine tập kích từ khi chiến dịch bùng phát. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Glavkov cho biết, một vụ tập kích trong đêm phá hủy bồn chứa dầu tại kho ở Oskol, phía bắc Ukraine. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt và không có thương vong. Máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk của không quân Mỹ liên tiếp xuất hiện trên không phận biển đen và thời gian xuất hiện tăng gấp đôi so với bình thường. Theo dữ liệu từ Flyradar24, trang web theo dõi chuyển động của máy bay và các vật thể trên không cho biết, ngày 4 và 5 tháng 6, Máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã xuất hiện trên biển đen với tổng thời gian nhiều gấp 2 lần so với bình thường. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, sự gia tăng thời gian bay trên biển đen cho thấy UAV này đã không thể thu thập và truyền dữ liệu thông tin cần thiết trong thời gian ngắn. Nguyên nhân có thể là do hoạt động hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát, buộc những chiếc UAV phải kéo dài thời gian hoạt động trên biển đen. Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Dmitry Drozhenko cho biết, sự gián đoạn của RQ-4B Global Hawk trên Flyradar 24 nhiều khả năng do UAV đã tắt bộ thu phát tín hiệu. Ông cũng không loại trừ khả năng máy bay không người lái Mỹ thay đổi lộ trình trong quá trình trình sát Giới chức Ukraine đang thúc em Mỹ và các nước khác tăng cường đào tạo phi công M-16 vì tốc độ hiện nay không đủ để đảm bảo số lượng cần để điều khiển những chiếc máy bay chiến đấu sắp được bàn giao cho Kiev. Ukraine cho biết họ có 30 phi công đủ điều kiện để có thể tham gia chương trình đào tạo ở Mỹ ngay lập tức. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói với Kiev rằng, cơ sở tại Arizona không thể tiếp nhận nhiều hơn 12 học viên phi công cùng lúc. Politico dẫn các nguồn tin cho biết. Hai cơ sở khác ở Đan Mạch và Rumani cũng gặp vấn đề tương tự. Đây là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực đưa máy bay chiến đấu F-16 hiện đại đến Ukraine. Kiev thúc giục phương Tây bàn giao F-16 ngay từ những tháng đầu của cuộc xung đột nhưng chính quyền Tổng thống Biden liên tục từ chối. Tháng 5 năm 2023, Tổng thống Biden đã bật đèn xanh để các quốc gia khác gửi máy bay F-16 của họ cho Ukraine. Nhưng những thách thức về hậu cần liên tục làm chậm khâu huấn luyện. Phương Tây cũng phải mất nhiều tháng mới chính thức đồng ý gửi máy bay cho Kiev. Các chỉ huy quân đội Mỹ nhận định, nếu không giành ưu thế trong tác chiến điện tử, họ sẽ thua rất nhanh trong xung đột với đối thủ ngang hàng. Đại tá Ross Kozlov, chỉ huy không đoàn tác chiến điện tử số 350 của Mỹ ngày 5 tháng 6 cho biết, tác chiến điện tử là một dạng hỏa lực và không khác các hệ thống vũ khí khác như pháo. Khả năng tích hợp dạng hỏa lực này để hỗ trợ cho kế hoạch tác chiến của Bộ Chỉ huy Lực lượng Hiệp đồng giờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đại tá Kozlov và chuẩn tướng F. Barker, lãnh đạo chương trình tình báo, tác chiến điện tử và cảm biến, đều lưu ý việc giành ưu thế về tác chiến điện tử trong các cuộc xung đột với đối thủ ngang tầm như Nga hoặc Trung Quốc sẽ là cuộc đua xích sao và Mỹ phải duy trì lợi thế. Ông Kozlov thừa nhận, đứng thứ hai trong tác chiến điện tử là điều tồi tệ. Nếu chúng ta thua trong lĩnh vực này hoặc không thể tác động đến hệ thống điện tử của đối phương, quân đội Mỹ sẽ thảm bại rất nhanh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tiểu vương Qatar vừa có cuộc thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 27 tháng giữa Ukraine với Nga, cũng như nỗ lực duy trì các kênh liên lạc. Hàng thông tấn nhà nước Qatar QNA đưa tin. Ông Zelensky đã có cuộc hội đàm tại cung điện Lusin với tiểu vương Zetamin bin Hamad al trong đó nói đến việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tuần tới ở Thụy Sĩ mà nga không được mời. Theo hãng thông tấn QNA, cuộc hội đàm tập trung nói về những diễn biến trong cuộc xung đột, bao gồm nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ dân thường và duy trì các kênh liên lạc để giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao. Ông Zelensky cảm ơn tiểu vương vì quan điểm ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và ủng hộ các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn những nỗ lực của Qatar trong việc đảm bảo trao trả những đứa trẻ Ukraine được đưa sang Nga trong cuộc xung đột, và cho biết hai bên sẽ tiếp tục hợp tác. Wall Street Journal mới đây đã đăng bài viết, phía sau những cánh cửa đóng kín, ông Biden có dấu hiệu xa suốt trí tuệ trong đó, tổng hợp những thông tin thu thập từ 45 quan chức lưỡng đảng ở thủ đô Washington trong nhiều tháng qua. Nhiều quan chức cho hay, tổng thống Joe Biden trong các cuộc họp ở Nhà Trắng nói nhỏ tới mức một số người không rõ ông đang phát biểu điều gì. Số khác cho biết, ông chủ nhà trắng ngày càng phụ thuộc vào giấy nhớ của các trợ lý khi vạch ra những thông tin chính sách quan trọng. Wall Street Journal viết, hầu hết những người nói ông Biden có những biểu hiện như vậy đều là đảng viên Cộng hòa, nhưng cũng có vài thành viên phe dân chủ nhận xét ông thể hiện rõ dấu hiệu tuổi tác trong một số cuộc trao đổi. Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cũng được dẫn lời trong bài viết nói rằng Tôi từng gặp ông Biden khi ông ấy còn là phó tổng thống. Ông Biden khi đó và bây giờ không giống nhau. Nhà Trắng phản bác bài viết của Wall Street Journal, cáo buộc đây là chiêu trò mang động cơ chính trị. Ông Biden năm nay 81 tuổi, là tổng thống Mỹ đương nhiệm cao tuổi nhất lịch sử. Nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay, ông sẽ lãnh đạo nước Mỹ tới năm 86 tuổi. Vấn đề tuổi tác của ông gây nhiều tranh cãi khi ông nhiều lần phát biểu sai hoặc vâm ngã trong lúc di chuyển. Nhóm vũ trang Hepola gần đây đã đăng video ghi cảnh các tay súng của họ sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển tấn công bệ phóng hệ thống vòm sắt Israel. Theo thông tin được tờ Thời báo Israel dẫn từ Hepola, vụ tấn công xảy ra trong địa phận khu định cư Mamot Natali thuộc miền Bắc nước này hôm mùng 5 tháng 6, khi một quả tên lửa chống tăng đã tiếp cận và tấn công vào bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống phòng không vòng sắt mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Trong bảng cáo trạng được lực lượng phòng vệ Israel đưa ra sau đó, lực lượng này không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với bệ phóng tên lửa của hệ thống vòng sắt. Thời báo Israel cho hay, vòng sắt là hệ thống phòng không được tập đoàn quốc tế Rafael phát triển sau cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah nhằm bảo vệ nhiều đô thị nước này khỏi các cuộc bắn phá bằng tên lửa và đạn pháo từ các nhóm vũ trang đối địch. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Yeol ngày 6 tháng 6 chỉ trích Triều Tiên có hành vi khiêu khích tầm thường khi thả hơn 1.000 quả bóng bay chứa chất thải qua biên giới hồi tuần trước. Ông Jun nói, chính phủ sẽ không bao giờ làm ngơ trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông cũng cam kết sẽ củng cố liên minh với Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế để ngăn chặn những mối đe dọa từ Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, chúng tôi sẽ duy trì khả năng sẵn sàng và đáp trả hành động khiêu khích một cách quyết liệt, áp đảo khi xây dựng liên minh và tăng hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ cùng cộng đồng quốc tế, chúng tôi sẽ bảo vệ vững chắc sự tự do và an toàn cho người dân. Đây được coi là lời cảnh báo quyết liệt nhất của Tổng thống Jun kể từ khi căng thẳng Hàn Quốc-Triều Tiên gần đây leo thang với việc Bình những thả khoảng 1.000 quả bóng bay chứa chất thải qua biên giới. Liên minh chia sẻ tình báo ngũ nhãn cùng 5 quốc gia Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand Ngày 5 tháng 6, đăng thông báo mô tả chi tiết chiến dịch tuyển dụng của Trung Quốc nhằm thu hút các cựu quân nhân phương Tây tới nước này. Đối tượng Trung Quốc nhắm tới bao gồm phi công, kỹ sư hàng không, nhân viên trung tâm điều hành không quân, chuyên gia kỹ thuật am hiểu về chiến thuật, phương pháp kỹ thuật và quy trình quân sự của phương Tây. Quân đội Trung Quốc muốn sử dụng kỹ năng và chuyên môn của những người này để tăng cường năng lực tác chiến trên không, đồng thời hiểu rõ hơn kỹ thuật của không quân phương Tây, thông báo có đoạn. Điều này đe dọa sự an toàn của những người bị nhắm tới, đồng đội của họ cũng như Mỹ và đồng minh. Liên minh Ngụ nhãn cho biết, quân đội Trung Quốc thực hiện nhiều cách thức khác nhau để lôi kéo cựu binh phương Tây, như tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua các mạng lưới trực tuyến. Lời mời làm việc thường được đưa ra thông qua các công ty tư nhân có liên hệ bí mật với quân đội Trung Quốc. Địa điểm làm việc không hạn chế ở Trung Quốc mà có thể ở Nam Phi và các nơi khác. Cựu phi công quân sự phương Tây được hứa hẹn hợp đồng béo bở cùng cơ hội lái thử những loại máy bay mới, song không biết chính xác mình làm việc cho ai thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin chào và hẹn gặp lại